Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quan điểm phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà dựa trên lợi thế cảnh quan mặt nước và vùng ven hồ, giá trị của danh thắng Hồ Thác Bà và bản sắc văn hóa vùng sông chảy để hình thành sản phẩm du lịch chủ đạo đặc trưng, tạo thương hiệu riêng cho du lịch Hồ Thác Bà, đảm bảo phù hợp thống nhất với các chiến lược, quy hoạch liên quan đã được các cấp phê duyệt. Đến năm 2025, đón khoảng 380.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 40.000 lượt. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 140.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 300 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 900 tỷ đồng. Đẩy mạnh liên kết giữa khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà với các khu du lịch khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, điểm du lịch trên các địa bàn trọng điểm, phát triển du lịch khác trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai, để hình thành chuỗi liên kết chương trình, sản phẩm du lịch đặc sắc và hấp dẫn.